Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào mùa hè và mùa thu năm 2022, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc tìm ra một con đường tắt để cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin có một lối thoát giữ thể diện khỏi một cuộc chiến không thể thắng. Giờ đây, khi xung đột bước sang năm thứ ba, đề xuất về lối thoát vẫn tồn tại, chỉ có điều là dành cho các đồng minh phương Tây của Ukraine. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức, triển vọng của Ukraine sau 2 năm xung đột khốc liệt gây thiệt hại lớn về người là đầy bất ổn. Những tổn thất về con người, gồm cả thương vong trên chiến trường và làn sóng di cư khỏi đất nước, sẽ khó khắc phục và có thể gây ra hậu quả tê liệt cho nền kinh tế, vốn đang gặp khó khăn của Ukraine. Không chỉ vậy, chi phí của cuộc xung đột đang tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Đánh giá chung mới nhất của EU, Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Quốc đặt nhu cầu phục hồi của Ukraine ở mức 486 tỷ đô la, tăng 75 tỷ đô la kể từ năm ngoái. Điều này có nghĩa là nhu cầu của Ukraine đã tăng gấp rưỡi trong 12 tháng so với tổng số tiền mà EU sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine trong 4 năm tới. Theo chỉ số rủi ro hàng năm cho năm 2023 do Hội nghị An ninh Munich, một diễn đàn toàn cầu tranh luận về chính sách an ninh quốc tế, đưa ra, năm quốc gia G7 đã coi Nga là rủi ro hàng đầu. Nhưng trong năm 2024, nhận thức này chỉ được chia sẻ bởi hai thành viên G7, với sự phụ thuộc tuyệt đối của Ukraine vào sự hỗ trợ chính trị, kinh tế và quân sự của G7. Điều này thật đáng lo ngại. Đây không phải là điềm báo tốt cho khả năng các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu có thể duy trì được sự ủng hộ cần thiết của công chúng để tiếp tục chuyển viện trợ. Đơn cử như cử tri ở Pháp và Đức quan ngại nhiều hơn về tình trạng di cư hàng loạt và chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan hơn là những kế hoạch của Điện Kremlin đối với Ukraine. Hơn nữa, Ukraine không phải là cuộc khủng hoảng duy nhất đòi hỏi sự chú ý của tập thể phương Tây. Cuộc chiến ở Gaza và xung đột rộng hơn trên khắp Trung Đông đang và sẽ vẫn là vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự. Bên cạnh đó là nhiều điểm nóng khác, dù không thu hút được các tiêu đề tin tức toàn cầu. Cuộc nội chiến đang diễn ra ở Sudan, xung đột gia tăng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo và căng thẳng gia tăng giữa Ethiopia và Somalia đều có khả năng gây ra nỗi sợ hãi trực tiếp của công chúng phương Tây về một cuộc khủng hoảng di cư hàng loạt khác. Việc Triều Tiên đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, Iran hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang ở Trung Đông, tất cả khó có thể xoa dịu nỗi lo lắng ở các thủ đô phương Tây. Trong bối cảnh đó, cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành một vấn đề gây sao nhãng lớn và ngày càng tốn kém với các đồng minh phương Tây. Nhiều nhà lãnh đạo, đặc biệt là ở châu Âu, đang lo lắng về việc cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và khả năng ông sẽ chấm dứt một liên minh xuyên Đại Tây Dương thực sự ý nghĩa. Nếu Mỹ ra khỏi NATO như đã được cảnh báo và ngừng hỗ trợ Ukraine, thì mối lo ngại sẽ càng lớn rằng việc tiếp tục hỗ trợ cho Kiev có thể khiến châu Âu gặp rủi ro hơn. Vấn đề mấu chốt là những cam kết khoa trương ủng hộ Ukraine không những vô nghĩa mà còn phản tác dụng. Họ duy trì ảo tưởng về một cuộc chiến có thể thắng mà không cung cấp những năng lực cần thiết. Như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ngày 17 tháng 2, tình trạng thiếu thiết bị quân sự mà Ukraine trải qua trong vài tháng qua là yếu tố chính dẫn đến việc mất thị trấn Avdiivka vào tay lực lượng Nga mới đây. Chiến tuyến có thể không dịch chuyển quá nhiều do tổn thất này, nhưng tác động tâm lý là đáng kể cả ở phương Tây, nơi những nghi ngờ về ý chí và khả năng duy trì những nỗ lực của Ukraine đang gia tăng trở lại. Nếu cuộc xung đột tiếp theo quỹ đạo hiện tại, và thậm chí còn hơn thế nữa, nếu câu chuyện về một cuộc chiến không thể thắng thu hút nhiều lực kéo hơn, sự hỗ trợ của phương Tây thậm chí khó có thể ngăn Ukraine thua nặng, có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn mà Tổng thống Nga Putin đã hình dung trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Theo giới phân tích, một thất bại của Ukraine sẽ là một sự nguy hiểm đối với phương Tây. Một chiến thắng của Nga sẽ đẩy nhanh sự suy thoái của trật tự quốc tế hiện tại. Nó có thể sẽ mở ra một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài sang một trật tự kém thuận lợi hơn đối với các lợi ích của phương Tây. Nếu Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua khoản tài trợ mới cho Ukraine trong vòng vài tháng, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn
và rút tiền từ các dự án ít quan trọng hơn, chẳng hạn như xây dựng doanh trại đang rất cần thiết hoặc khuyến khích nhập ngũ trong bối cảnh số lượng tuyển dụng tân binh thấp kỷ lục. Nếu không rút tiền từ nơi khác, ngân sách khoảng 3 tỷ đô la của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Châu Phi sẽ cạn tiền cho các hoạt động không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn ở những nơi khác ở Châu Âu và Châu Phi vào cuối tháng 5 năm 2024. Quan chức cấp cao khác của quân đội Mỹ nói với CNN. Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc giải thích nếu không có ngân sách năm 2024 được Quốc hội Mỹ phê duyệt và không có nguồn tài trợ bổ sung dành riêng cho Ukraine, Bộ Tư lệnh Châu Âu và Châu Phi chỉ có khoảng 3 tỷ đô la để trang trải, trong khi nhu cầu cần đến 5 tỷ đô la chi phí hoạt động. Điều đó không chỉ bao gồm các hoạt động liên quan đến hỗ trợ cho Ukraine, đào tạo và vận chuyển vũ khí và thiết bị đến Ba Lan và Ukraine, mà còn bao gồm các hoạt động khác của Bộ Chỉ huy Mỹ trên khắp châu Âu và châu Phi. Trong khi nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã cạn kiệt, việc huấn luyện cho quân đội Ukraine vẫn tiếp tục, vì đây được Tổng thống Joe Biden coi là nhiệm vụ quan trọng. Đại tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên của quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi, nói với CNN rằng Mỹ đang đào tạo khoảng 1.500 binh sĩ Ukraine tại khu huấn luyện Renfenwald ở Đức. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang tiếp tục đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân Maurice ở Azerona. Ngoài việc huấn luyện, thiết bị vẫn được chuyển đến Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ, theo các gói viện trợ trước đây, và từ vũ khí, thiết bị được mua từ cơ sở công nghiệp quốc phòng, theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ CNN cho biết, kể từ tháng 10 năm 2023, thời điểm bắt đầu năm tài chính 2024, quân đội Mỹ đã chi hơn 430 triệu đô la cho nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm huấn luyện quân đội Ukraine, vận chuyển thiết bị và triển khai quân đội Mỹ tới châu Âu. Cho đến nay, số tiền đó đã được Bộ Tư lệnh Châu Âu và Châu Phi của Mỹ thanh toán. Theo tờ Pravda của Ukraine, ngày 21 tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không thể xác định thời gian cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và nói chỉ cung cấp khi các phi công Ukraine đã sẵn sàng lái chúng. Theo ông Stoltenberg, NATO cần lắng nghe các chuyên gia quân sự về thời điểm chính xác khi nào sẵn sàng hoặc khi nào các đồng minh bắt đầu gửi và giao F-16 cho Ukraine. Khi được hỏi liệu các máy bay chiến đấu trên có được gửi đi kèm lệnh cấm sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga hay không, ông Stoltenberg lưu ý rằng quyết định đó tùy thuộc vào các đồng minh cung cấp máy bay. Theo người đứng đầu NATO, hiện có rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Tự do Châu Á, ông Stoltenberg nói, không thể nói chính xác khi nào chuyển F-16, vì đó là một vấn đề nan giải. Tất cả chúng tôi đều muốn F-16 đến Ukraine càng sớm càng tốt. Tất nhiên, phi công càng được đào tạo tốt, thì F-16 sẽ càng hoạt động hiệu quả hơn. Và không chỉ các phi công, mà còn cả việc bảo trì kỹ thuật, nhân sự và tất cả các hệ thống hỗ trợ cần sẵn sàng. Tại cuộc họp thường kỳ của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào ngày 14 tháng 2, các đối tác của Ukraine đã báo cáo về những tiến bộ đạt được trong việc đào tạo phi công Ukraine và gửi máy bay chiến đấu phương Tây cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết sau cuộc gặp, mọi thứ đều đúng tiến độ trong khuôn khổ tất cả các thỏa thuận với các đối tác của Ukraine. Máy bay chiến đấu F-16 dự kiến sẽ đến Ukraine vào mùa xuân. Natalia Halibanrenko, trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO, cho biết đây là thời hạn thực tế. Trong khi đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo các máy bay chiến đấu có thể được giao đúng tiến độ và sẽ có ít nhất 24 máy bay. Đan Mạch và Hà Lan là những quốc gia đầu tiên cam kết gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine. Nhưng lưu ý điều này sẽ diễn ra sau khi các phi công Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện. Na Uy và Bỉ cũng nói như vậy. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng sự xuất hiện của máy bay chiến đấu phương Tây ở Ukraine có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường, vì Nga hiện có ưu thế hoàn toàn trên không tại các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.